Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Super Sale Anh Tuấn. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một con xe, đó là con xe Honda Brio mới ra mắt của Honda. Thì cái dòng xe Honda Brio này thì nó sẽ có tất cả là 3 phiên bản. Phiên bản thứ nhất ấy là phiên bản Honda Brio G. Phiên bản thứ hai là phiên bản Honda Brio RS. Phiên bản thứ ba là Honda Brio RS 2 màu. Thì cái phiên bản Honda Brio RS 2 màu ấy thì nó sẽ khác với phiên bản Honda Brio RS ấy, là ở cái điểm ấy là phía trên nóc của nó ấy, thì nó sẽ sơn màu đen. Còn lại về thông số kỹ thuật thì nó giống như nhau cả. Thì chúng ta sẽ cùng nhìn tiến lại gần cái con xe này ấy, để chúng ta thấy được cái thiết kế của nó khác biệt như nào. Thì mình cảm thấy con xe Honda Brio RS này ấy, nó thiết kế hết sức thể thao luôn. Phía trước mà mặt của nó ấy, phía trước mặt ca lăng của nó ấy, thì nó được thiết kế giống như cái hình cánh chim ấy. Đó, nó là nhựa, nhưng mà nó được sơn màu đen. Rồi cái biểu tượng chữ H của Honda. Ngoài ra thì ở cái phần thông gió phía trước ấy, cản gió phía trước ấy, thì nó sẽ có những RS này. Nhìn cảm giác nó khác biệt và nó sang chảnh hơn so với những cái dòng xe của phân khúc. Về cơ bản ấy, thì mình thấy dòng xe này nó có rất nhiều góc cạnh, nó có sự khác biệt, có khá là nhiều góc cạnh. Rồi đèn gầm, này xung quanh nó giống như là những cái tấm lưới á. Đây mọi người nhìn đèn gầm nhá. Rồi phía giải phía dưới của bản RS thì nó sẽ có một cái giải đèn led ở đây, một cái giải đèn led này nhìn rất sang chảnh. Và đặc biệt ấy là cái đèn của nó mình thấy nó rất to, cái đèn nó to và nó sắc, cực kỳ sắc luôn đấy. Vuốt cong từ trên này sang bên này sắc này, nó sắc nét luôn. Và cảm giác nó góc cạnh và nó nam tính lắm, hết sức thể thao, nhìn cực kỳ thể thao. Phần cản phía trước nha, cùng nhìn cái phần cản phía trước này. Về cơ bản thì thiết kế đẹp, thiết kế kiểu dạng lưới ấy. Và cái khoảng sáng gầm xe của cái xe này nó rơi vào tầm 154mm, tức là nó cao hơn so với khoảng sáng gầm xe thì nó cao hơn so với xe VinFast Fadin. VinFast Fadin thì nó rơi vào tầm khoảng 150 thôi. Đó, còn đây là cái bánh xe của nó này. Đây bánh xe của phiên bản Honda Brio RS này. Bánh xe dạng phay hai màu. Và đặc điểm ấy là mình thấy cái bánh của nó to. 185. 185 bằng với Fadin. Và chắc chắn là cái xe này ấy nó sẽ đi rất đầm và chắc. Và hình như là nó cũng bằng với cái kích cỡ của xe Honda CR-V. Đây, chúng ta cùng qua đây nhá. Gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu. Về cơ bản ấy là gương chiếu hậu này là sẽ có cả chỉnh điện và gập điện. Chỉnh điện, gập điện này. Cái bản này có sấy gương không em? Sấy gương có. Không có sấy gương à? Đó, thiết kế xung quanh này. Đấy, thiết kế xung quanh rất thể thao, cực kỳ thể thao. Những đường gân dập nổi giống như những tia chớp và nó cảm giác sắc lắm. Chỉ có một cái điều là mình thấy cái tay nắm cửa nó không được đẹp lắm, nó hơi mỏng. Phía dưới thì nó cũng có ốp. Đây, chúng ta qua mặt phía sau này. Phía sau mình thật sự là đánh giá cao cái thiết kế đuôi xe của Honda Brio. Thứ nhất ấy, là phía trên này nó có một cái gọi là cánh chắn gió trên cao, và nó tích hợp cả cái đèn phanh dạng led này. Đó, cánh chắn gió trên cao. Còn quan trọng ấy là cái cản dưới nhá. Đây là cái xe màu da cam, thành ra nó chưa được nổi cho lắm. Cái phần cản dưới nó cũng thiết kế rất đẹp. Động cơ ở đây là động cơ iVTEC 1.2. Đó, động cơ này hết sức tiết kiệm nhiên liệu và nó chỉ tiêu tốn đâu đó khoảng 5,9 lít trên 100 km đường hỗn hợp, 5,2 lít trên 100 km đường ngoài đô thị và 7 lít là trong đô thị. Và cái cụm đèn chiếu hậu ấy là nó giống như thiết kế theo dạng chữ C. Dạng chữ C gần giống với lại Honda Civic 2019. Nó có gần giống với Honda Civic 2019. Mở cốp ra một tí, chúng ta ngắm cốp nhá. Cốp này là 258 lít. 258 lít tương đối rộng. 258 lít.
xe nên cho sau xe không có cảm biến. Đặc điểm á, khi xe Honda Brio này thì nó sẽ không có cảm biến. Không có cảm biến, đối với chẳng hạn những xe VinFast Paladin ấy thì nó sẽ có cảm biến lùi sau đúng không? Nó sẽ có cảm biến. À, camera lùi. Camera lùi không có luôn. Không có camera lùi. Cái này phải lắp thêm vào. Về cơ bản là mình thấy thiết kế bên ngoài tương đối ổn, tương đối thể thao, tương đối nam tính. Thích hợp với những người mà gọi là mạnh mẽ. Đó, những cái xe này phù hợp với con trai hơn. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào khám phá cái nội thất của nó nhé, để xem nó khác biệt như nào. Đây là thiết kế nội thất này. Thiết kế nội thất của Honda Brio thì mình thấy thật sự là nó đẹp và sang chảnh. Thiết kế nội thất hai màu, nhìn sắc nét giống như là nội thất của phi thuyền ấy. Đó, nhìn chúng ta nhìn lại một tí nhá. Mọi người nhìn thấy nhá, là cả ba phiên bản của Honda Brio ấy thì đều là sẽ là ghế nỉ. Về thiết kế nội thất ấy là nó chỉ thua những cái con xe khác là về ghế nỉ. Nhưng mà về cơ bản thì cái yếu tố này nó không quan trọng lắm, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể bọc da, bởi vì giá bọc da nó cũng không phải là đắt lắm. Rồi có những cái hộp để đồ này. Đó, những cái hộp để đồ. Đây là cái vô lăng của Honda Brio. Thì cái vô lăng này nó được bọc da, mình thấy hết sức sang và đẹp. Đây có biểu tượng của Honda đây. Trên vô lăng ấy thì nó có những cái nút chỉnh âm, chỉnh lượng này. Có mốt này. Về cơ bản là vô lăng mình thấy cầm tương đối sướng tay, mềm. Thì đây là mặt đồng hồ nhá. Cái mặt đồng hồ này mình thấy thiết kế nó cũng đẹp hơn hẳn ấy. Và về cơ bản ấy thì mình thấy thiết kế nội thất ở đây ấy là sẽ thiết kế nội thất hai màu. Các bạn thấy nhá, đây là có những cái màu đen này này. Nội thất vừa có màu đen này, rồi vừa có những cái màu da cam như này này, thiết kế nội thất hai màu. Bên trái là những cái nút bấm để chỉnh ghế, chỉnh gương. Ở vị trí ngồi ghế lái thì những cái nút chỉnh gương này là sẽ nút chỉnh gương một chạm, chạm một cái là nó lên, chạm một cái nó xuống. Còn những cái ghế khác ấy là sẽ chỉnh gương phải bấm nhiều lần. Đó. Bên này là màn hình của nó, màn hình của Honda Brio. Đối với phiên bản RS và phiên bản RS 2 màu ấy thì sẽ có màn hình 6.2 inch. Thì chúng ta sẽ có những cái nút bấm. Sẽ có những cái nút bấm như này. Mắc cu này, là mắc siêu lạnh này, AC này. Điều hòa ở đây sẽ là điều hòa tự động. Đối với phiên bản RS ấy là điều hòa tự động cả. Còn đối với phiên bản bản G ấy, Honda Brio G ấy, thì sẽ là điều hòa chỉnh cơ. Đây, nút tăng gió này, on off này, mode này là chỉnh cái hướng điều hòa ở ghế lái này, lạnh siêu lạnh này, AC là tự động này. Đó, màn hình 6.2 inch. Thì đối với cái màn hình này là nó có cả tích hợp cả Apple CarPlay này, rồi nó sẽ có cả Google Maps luôn. Apple CarPlay, Google Maps đủ đấy, quạt của điều hòa. Còn đây là cái cần số nhá, cái cần số, gạt cần số thì nó có vẻ là thiết kế đẹp và nổi hơn so với VinFast Paladin. Hai cái hộc đựng nước này. Đó, về cơ bản thì mình thấy thiết kế tương đối đẹp. Và thật sự là mình đánh giá cao cái thiết kế này, bởi vì nhìn nó sang lắm, hai màu sang. Còn như những phiên bản khác hầu hết thì mình thấy, chẳng hạn như VinFast Paladin nhá, là nó sẽ chỉ thiết kế một màu thôi. Đó, nội thất về cơ bản là hết sức đẹp. Và cả hàng ghế lái hay là hàng ghế phụ đều có cái tấm che nắng này, là đều có gương cả. Đấy, có gương. Cả hai ghế đều có gương luôn. Đây là hàng ghế sau này. Hàng ghế sau của Honda Brio thì mình thấy nó cũng rộng. Đấy, cũng tương đối là rộng. Và ghế cảm giác nhìn nó hơi ngả, nó ngả một cách thoải mái đúng không? Anh cho em hỏi ở đây ghế ngả có thoải mái không anh? Mình thấy nội thất nó chỉ có một cái điểm trừ ấy là ghế nỉ thôi. Còn lại là mình thấy thiết kế đẹp, thật sự là đẹp. Honda Brio có động cơ 1.2 IPTech. So với VinFast Paladin ấy thì VinFast Paladin động cơ của nó là 1.4. Thì về cơ bản ấy thì Honda Brio thì khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì nó sẽ tốt hơn. Và thật sự thì đối với những khi dòng xe phân khúc hạng A ấy, mà hatchback ấy, thì mình thấy là 1.2 là ổn rồi.
Và công suất cực đại của Honda Brio ấy là nó là 89 mã lực tại vòng tua 6.000 trên phút. Và mô men xoắn cực đại là 110 Nm tại vòng tua 4.800. Về cơ bản ấy thì cái sức kéo ấy và cái khả năng tăng tốc của Honda Brio ấy thì nó sẽ kém hơn so với VinFast Rapid một tí. Nhưng mà nó hoàn toàn phù hợp với tầm tiền, là với mức cái giá ấy là 448 triệu. Đối với cái dòng xe, đối với cái phân khúc Brio RS này thì nó hoàn toàn ok cả. Nói về hệ thống an toàn của Honda Brio ấy thì nó sẽ có hai túi khí. Đối với cả ba phiên bản sẽ có hai túi khí cả nhé. So với VinFast Fadin ấy thì VinFast Fadin có tới tận 6 túi khí. Thì mình thấy là về khả năng an toàn thì có vẻ như Honda Brio nó sẽ kém hơn một tí. Ngoài ra thì nó sẽ có về cái hệ thống an toàn mà bị động nhá, thì nó sẽ có cái khung xe ấy, là nó là khung xe tương thích va chạm ACE, nó sẽ giúp cho cái xe này hấp thụ được tốt hơn. Ngoài ra thì nó sẽ có cả ví dụ như khi chúng ta ngồi như này thì nó sẽ có nhắc nhở cài dây an toàn này, nó sẽ có nhắc nhở cài dây an toàn. Còn về cái hệ thống an toàn chủ động ấy thì nó sẽ có hệ thống chống bó cứng phanh ABS này, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD này, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA này và chức năng khóa cửa tự động ấy. Thì mình nghĩ là khi con xe này nó đạt đến một ngưỡng tốc độ ví dụ như 20 km chẳng hạn thì nó sẽ tự động khóa tất cả các cửa đó. Mình thấy là tương đối là ok về hệ thống an toàn. Ngoài ra ấy, các bạn để ý loa nhé, loa của Honda Brio ấy thì nó có tận 6 loa đối với phiên bản RS và RS hai màu, còn phiên bản Honda Brio G ấy thì nó sẽ chỉ có 4 loa thôi. Tổng kết lại thì mình thấy Honda Brio ấy thì nó sẽ có một số ưu điểm vượt trội hơn so với VinFast Fadin, chẳng hạn như là về mặt thiết kế ấy, thì nó thiết kế có vẻ nam tính hơn, thể thao hơn. Ngược lại thì VinFast Fadin nó sẽ thiết kế một cách mềm mại hơn. Ngoài ra thì xe Honda Brio này thì nó sẽ rộng hơn và dài hơn so với VinFast Fadin một tí. Đó, nó chỉ thấp hơn một chút xíu thôi. Thiết kế tương đối ổn, thiết kế ngoại thất tương đối ổn. So với mức giá 448 triệu thì mình thấy phù hợp. Mình thấy hoàn toàn phù hợp. Còn VinFast Fadin ấy là nó tận 471 triệu. Tuy nhiên ấy thì Honda Brio ấy thì nó sẽ có một số nhược điểm kém hơn so với VinFast Fadin. Chẳng hạn như là nó sẽ không có cảm biến lùi này, nó không có cân bằng điện tử này. Rồi nó cũng không có hệ thống chống lật, là những cái mà VinFast Fadin có. Thậm chí là sấy gương nhá, là VinFast Fadin phiên bản cao cấp ấy thì nó có, còn xe Honda Brio này nó không có luôn. Về an toàn bị động ấy thì VinFast Fadin có tận 6 túi khí, còn Honda Brio cũng chỉ có 2 túi khí thôi. Đó là những cái yếu điểm. Còn về thiết kế nội thất nhá, thì mình thấy Honda Brio ấy nó đẹp hơn hẳn so với VinFast Fadin. Nó chỉ có một cái là ghế nỉ, là cái điểm này là mình nghĩ là mình hoàn toàn có thể sửa được, không vấn đề gì cả. Mình thấy cơ bản là nội thất của con này tương đối ok, tương đối ổn. Thật sự là mình đánh giá cao về thiết kế. Rồi các option ở trong là cũng ok thôi. Nó về hệ thống an toàn thì nó có vẻ kém kém một chút. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đừng quên like và chia sẻ nhé.